Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn con roi mới rồi ngoài 25 các bạn nhé, Bitlager. Quái vật. Ok, bây giờ mình sẽ khui hộp và lắp cho các bạn xem nha. Đây là một con roi mà mình mong chờ từ rất lâu rồi, thì hôm nay mình mới được cầm trong tay và tiến hành lắp và để review và trải nghiệm cho các bạn cùng xem nha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp. Ok các bạn, như vậy là mình đã hoàn thành xong bộ khung xương của nó đây rồi các bạn ạ. Mình rất thích cái màu xanh của cái chân của con Bitlager này các bạn nhé. Nhìn màu xanh này đẹp hơn màu xanh của con White Liger bản thường. Ngoài ra đặc điểm của mấy cái chân con này thì sẽ có thêm mấy cái lỗ thì để lắp thêm vũ khí được ở đây các bạn nhé. Có thể lắp thêm vũ khí, con này thì có một bộ vũ khí đi kèm. Bộ vũ khí đi kèm bán lẻ các bạn ạ, bán ngoài nên mình không mua. Vì nó khá đắt nên là thôi mình không mua, tạm thời mua tạm được con này đã. Để về review cho các bạn xem. Đây, sau khi mình đã lắp pin rồi, mình bật thử chạy cho các bạn xem nhé. Không biết là con này thì có được cải thiện về mặt tốc độ hay không. Nếu mà được cải thiện về mặt tốc độ giống con White Liger bản đặc biệt thì rất là tuyệt các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ lắp tiếp cái phần giáp cho các bạn xem nhé. Thì cái con White Liger bản Bitlager này này thì nó sẽ hơn ở con Liger bản thường ở bộ giáp với lại bộ vũ khí các bạn nhé. Nó rất là đặc biệt. Ok, bây giờ mình sẽ lắp nhé. Ok các bạn, sau khi hoàn thành thì nó sẽ như này các bạn này. Wow, nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Mình cầm rất là nặng nha. Các cái chi tiết, chắc là con này được thêm chi tiết nên là mình cầm nặng hơn con White Liger bản thường các bạn nha. Cũng phải thôi, bởi vì nó tên là Bitlager mà, quái vật. Liger quái vật các bạn ạ. Đó các bạn thấy chưa? Cái bàn chân cũng được làm to hơn các bạn nhé. Mình thấy cái bàn chân cũng phải to hơn ý. Cái bộ gươm này nhìn rất là chắc chắn, không éo là như bộ gươm của cái con White Liger bản thường, normal bạn. Mà kể cả Liger bản đặc biệt nữa mình thấy vẫn hơn. Ok, để mình để lấy con Liger bản đặc biệt để so sánh con này cho bạn xem nhá. Ok,
đây là con Wailiger bản thường các bạn này, à bản đặc biệt. Về chất lượng, về nhựa thì nhựa con Wailiger Beatliger này thì giống với lại con Wailiger Normal của bạn ạ, bản thường ấy. Nhựa cũng nhựa trắng, không kiểu trắng ngà xịn như cái con Wailiger bản đặc biệt này. Đấy các bạn thấy chưa, chân to hơn nhá, mà kể cả cái đầu mình cảm giác to hơn nhá. Về độ cao thì các bạn có thể thấy là mình cảm giác như con Wailiger bản Beatliger này to hơn một chút, cao hơn một chút. Các bạn nhìn này, đó thấy không, cái mồm của nó này cao hơn một chút nhá, cao hơn một chút so với bản đặc biệt. Và các bạn nhìn tổng thể thì mình thấy là nó to hơn các bạn, to hơn Wailiger bản đặc biệt cũng như là bản thường Beatliger này. Về mặt cầm thì nặng hơn hẳn nhá, cầm hai con này thì còn Beatliger nặng hơn. Về vũ khí thì cũng khủng hơn bản đề ma thanh kiếm này, được trang trí rất là đỏ với màu xanh kết hợp. Con này cũng được chăm chút khá nhiều ở cái bộ giáp các bạn ạ. Các bạn thấy ở giáp ở đây là có hai mảnh nhá, một mảnh trắng bên ngoài với một mảnh đỏ ở bên trong đó, cả sau thế. Wow, nhìn rất là đẹp. Con này thì mình mua với giá là 900 các bạn ạ, do phải chuyển hàng từ bên Nhật về nên là mức giá nó lên rất là cao. Mình nghĩ con này thì mọi người cũng, mình nghĩ là nên sở hữu một con, nhìn rất là đẹp, cầm rất là chắc tay các bạn ạ, nhìn rất là nặng nhá. Mình thích được cái bộ bờm của nó này, bờm sư tử, nhìn đẹp hơn hẳn so với ngày trước. Nhìn con Wailiger mình đã kết bộ bờm rồi, nhưng mà sang đến bộ bờm của con Wailiger Beatliger này, quả thật là nó đẹp các bạn ạ. Còn từ ngữ nào diễn tả, mỗi là đẹp thôi. Con này mà được sơn màu vàng giống như con Wailiger bản đặc biệt thì đẹp mấy. Mình cũng muốn sơn, khi nào có điều kiện thì mình sẽ sơn thử một con xem như nào. Và Beatliger là bản tiến hóa này, là mình thấy nó cái gì nó to hơn, cầm nặng hơn, chân to hơn, đầu to hơn, cao hơn. Không biết thì chạy nó có nhanh hơn không. Thì các video tiếp theo thì mình sẽ cho con Wailiger Beatliger này so tài lần lượt cùng với các con roi mà mình đã có nhé, để so sánh xem là con Beatliger này ngoài cái thể hình, ngoài cái hình dáng bên ngoài khác thì còn nội bên trong cái bộ roi co nó có khác không, khi đi vận hành vào thì nó có khác không nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó chạy cho các bạn xem nhé. Con này chức năng tấn công của nó khá là đặc biệt. Ok, nào, 1, 2, 3. Wow, bơm đã bật ra. Wow, các bạn thấy bơm mà nó có hai nấc các bạn ạ.
được, con này có hai nấc. Nhìn chất quá các bạn ạ. Nghĩ con này được cháy hàng rồi, nhìn chất lắm.